Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào bà con. Những năm gần đây, phong trào nuôi trồng thủy sản nước ngọt trên hệ thống sông ngòi của khu vực miền Bắc phát triển khá là mạnh mẽ. Tuy nhiên, những cái mô hình nuôi trồng thủy sản ở miền Bắc hiện nay đa phần là nuôi những cái giống cá nước ngọt thông thường. Và hôm nay, báo Nông nghiệp Việt Nam trân trọng giới thiệu tới quý vị khán giả cũng như là bà con một mô hình nuôi thủy sản nước ngọt rất là độc đáo và mới lạ. Đó là nuôi những giống cá giòn trên cơ sở hai cái giống cá rất là phổ biến truyền thống, đó là giống cá chép và giống cá chấm. Và để cùng tìm hiểu xem quy trình kỹ thuật, những lưu ý, những hiệu quả kinh tế của việc nuôi hai cái giống cá chép giòn này như thế nào, thì chúng tôi hôm nay lại tiếp tục mời quý vị khán giả và bà con chúng ta cùng theo chân nhà báo Trịnh Bá Ninh đến thăm mô hình nuôi lồng thủy sản của hộ ông Nguyễn Trung Tự ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Sau đây xin mời quý vị khán giả và bà con cùng theo dõi. Cơ duyên của anh bắt đầu như thế nào anh nuôi cái ở cá ở đây? Thì tôi rất say mê cái nghề nông nghiệp, nhưng mà nhất là nghề thủy sản. Ngay năm 81 tôi về tôi đã mua, bỏ ra tiền tôi mua. Tôi làm thế nghĩa là muốn nguồn gốc của một cái con người nó rất là say mê. Như vậy là cái duyên này, đấy, cái duyên trời cho. Bất cứ một cái nghề gì nó cũng phải chuyên ngành, đòi hỏi một sự như là học tập không ngừng, với lại hai nữa là đổi mới, chuyện nhạy bén. Chứ bởi vì người ta cứ cái mô hình nông nghiệp, cứ mô hình nuôi thủy sản cũ ấy, là người ta lỗ, vì không áp dụng được cái tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tôi nói thí dụ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật ấy, ông phải cải tạo một cách rất là căn bản cái môi trường nước. Rồi, chuẩn. Đấy. Rồi. Môi trường nước ông phải cải tạo, bởi vì trước đây các cụ là thả cá là phần chính. Nhưng đến bây giờ là mình nuôi cá thâm canh là phần chính. Rồi. Vậy vì chi nó tạo ra một loạt cái như vậy, công thức mà độc tố có hại. Nó nằm ngoài đây à, mỗi năm nó tính lũy rằng. Rồi. Người con người nếu không áp dụng kỹ thuật vào thì không biết cải tạo nó đi. Từ cái môi trường độc hại trở thành cái môi trường như vậy môi sinh là tốt. Đầu tiên chúng tôi chỉ có như vậy 5-7 hộ. Thế sau đó nó phát triển như vậy là cứ mỗi năm nó phát triển thế. Đấy, trở thành như vậy là 5 cây số là gần như khép kín. Các bạn xem truyền hình có thể hình dung nhá. Đây là con cá chép. Chép giòn. Đây là gọi là chép giòn này nhá. Và hình cái con chép giòn đấy với con chép này là chép thường, các bạn sẽ thấy rằng là không khác nhau. Không khác nhau là vì lý do đơn giản là nó cùng là một loại giống, chứ không phải là giống chép thường và giống chép giòn. Mà muốn biết để làm sao từ con chép bình thường này mà nó một thời gian sau nó thành cái chép giòn mà ăn rất ngon và giá trị cao hơn. Chủ trang trại nuôi cá, bác Tiệu đây, bác ấy mới hướng dẫn cho mọi người biết cách để có thể nuôi con cá chép. Đây, chép bình thường, vẫn chính con chép đó nhá, vẫn có chính con chép này. Mà nuôi sau khoảng một năm, hơn năm sau thì nó sang con cá chép, nó gọi là cá chép giòn, giá trị cao hơn hẳn. Và mà chính nó, chứ không phải là hai giống khác nhau. Đấy, và bây giờ thì mời chuyên gia. Và tôi xin giới thiệu mấy nệ độc giả của báo Nông nghiệp về quy trình làm con cá chép giòn và chấm giòn. Thế thì ở đây, con cá này là con cá thường, là con cá chép bản địa của mình. Đấy, tất cả dân nuôi ở trong như vậy đầm hồ ao ngoài, sau đó như vậy là chúng tôi thu mua về. Đấy, và tiến hành qua quá trình chuyển hóa, nghĩa là trước đây nó ăn cám thì nó là chép thường, nhưng chuyển hóa thì cho nó ăn đỗ này. Đấy, ăn đỗ đây, ăn đỗ tằm này. Quá trình vậy nuôi từ 8 cho đến 12 tháng thì nó trở một cái sản phẩm là tiêu chuẩn. Đấy. Mà đặc biệt con cá chấm giòn và chép giòn sau khi ăn cái đỗ này từ 8 đến 12 tháng, nó chuyển hóa cái cơ từ cái cơ bình thường trở thành cái cơ săn chắc. Đấy. Và nó trở thành là rất là giòn. Đấy. Thế mà đối với sản phẩm cá chép giòn, chấm giòn ấy là một trong cái đặc sản mới
là trong 10 năm nay thôi. Dai, giòn, ngọt, phải có vị ngọt. Và đặc biệt là phải có mùi đặc trưng là thơm. Đấy là sản phẩm tiêu chuẩn của con cá chấm chép giòn. Thế mà quá trình nuôi từ 8 đến 12 tháng thì nó ra một cái sản phẩm từ bé nó trở thành to như thế này. Thế và là đạt cái tiêu chuẩn. Khi như vậy là cái tổ của như vậy cơ sở đây, người ta OTK 3 đến 5 lần thì mới được phép này xuất ra thị trường. Nghĩa là con cá như vậy là đạt yêu cầu phẩm cấp về chất lượng. Đấy. Và khi đã xuất ra thị trường thì cơ sở chuyên nghiệp và chúng tôi đã có tem truy xuất điện tử. Đấy. Nguồn gốc chúng tôi bấm vào đây. Mỗi con cá là có một mã đấy. Cái tem. Tem. Mã điện tử quét QR. Thì nó ra như vậy giới thiệu toàn bộ quy trình sản xuất cho đến cái cơ sở và tiêu chuẩn phẩm cấp. Cái lúc mà nó mình cho ăn cái đậu đây của chúng ta đây. Dạ. Này, thì mình có cho ăn cám nữa không hay mình chỉ cho ăn riêng mỗi loại đậu này thôi? Tuyệt đối như vậy trong quá trình nuôi ấy, từ 8 đến 12 tháng chỉ ăn một loại đậu này. Có cái loại như vậy mẫu nó to phải nuôi dài ngày. Ừ. Mẫu nó vừa thì nó sẽ nuôi như vậy 8 tháng mà chỉ muốn ăn một loại này thôi. Chỉ duy nhất ăn một loại thức ăn. Rồi, đó đấy. Là đậu tằm này. Đó là cái loại đậu tằm. Một cân đậu này nếu tính mức cái tiêu hao có như một cân cám không? Con cá này ăn nếu tính quy ra hàng không. Ngày ăn đấy. Cái này làm cái này nó phải căn cứ vào cái định mức. Ờ. Thế dụ như vậy định mức cơ bản của một kilo cá, sản xuất một kilo cá phải tiêu thụ 2 kilo này. 2 kg đậu này. Và thời gian là cỡ 8 đến 12 tháng là theo như vậy là cái mẫu cá. Chuẩn mẫu cá. Rồi. Chuẩn mẫu cá. Đấy, thế thì mới ra được cái sản phẩm ngon. Ta đặt giả thiết như này, nếu nuôi chỉ bằng đậu này thì tốc độ có lớn nhanh nuôi mà chúng ta không thành giòn nữa mà chúng ta nuôi là cá bình thường thì nuôi bằng cám kia mới nuôi bằng cái hạt đậu này thì cám kia có lớn nhanh hơn không? Không. Đối với này đậu thì cái tỷ lệ nó chỉ đạt đối với con chấm thì được 1,30. Đấy là cái hệ số 1:30. Đấy. Đối với con chép thì quá trình 8 đến 10 tháng nó ra cái hệ số 1,25. 1,25. 1,25. Trung bình là cỡ 1,25. Tức là nếu mà nuôi bằng cái đậu này thì nó tính độ lớn nhanh không bằng cám. Nuôi cám sẽ lớn nhanh hơn. Không lớn nhanh bằng cám. Này đây này. Cám đúng không? Chắc chắn rồi. Đây là thế bây giờ với thị trường tại vì hai con cá này nó là một mà bằng mắt thường chúng ta nhìn thấy không thể phân biệt được. Rồi. Vậy thì chỉ có ăn mới phân biệt được đúng không? Rồi. Bây giờ người ta bán cái cá thường này, người ta bảo cá giòn thì anh nói sao? Ví dụ ở ngoài thương trường thì làm thế nào cách nào phân biệt được? Cách phân biệt của cái này thì chỉ có ăn. Chỉ ăn thôi. Chỉ mua về. Hai là anh phải mua theo đúng xuất xứ nguồn gốc này. Phải đạp, đúng không? Phải đấy. Mua cá như vậy là có tem truy xuất nguồn gốc. Đấy mới là vấn đề của vấn đề của thương mại. Tại sao mà cái giá trị con này cao như thế mà ít người nuôi? Về giòn trong 10 năm nay tốc độ phát triển không cao của các vùng miền, tại sao mà các vùng miền trong cả nước mà người ta không tập trung nuôi cái cá giòn này khi giá trị nó cao hơn? Vâng, cái này thì thực ra mà nói từ khi như vậy là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nguyễn Công Tạc, người mang về đúng rồi. Cái sản phẩm này và cũng mang cái hạt tằm này về Việt Nam. Đấy, để như vậy là cho như vậy những nhà nghiên cứu ấy. Đấy, để như vậy là tạo ra cái sản phẩm như các nước ở chỗ châu Âu người ta làm ra. Các nhà khoa học tập trung như vậy nghiên cứu thử nghiệm tại Nông nghiệp 1 là thành công trước năm 2010 cơ. Từ 2007-2008 đã có sản phẩm rồi. Đấy, thế thì đến sau đó ấy, thì mới như vậy chúng tôi với là người tiếp thu để đưa vào đại trà sản xuất. Thế thì chỉ những người như vậy là hiểu biết về mặt quy trình, rồi là đúc rút được những cái kinh nghiệm trong quá trình sản xuất. Nó là một trong những cái sản phẩm quy trình làm khó nhất, khó. Nó khó hơn rất nhiều so với cái sản xuất con cá bình thường, thủy sản bình thường. Ngay cả như vậy hệ thống như vậy lồng bè trên dòng sông này ấy, thì hiện nay rất nhiều nhà làm cũng làm cái này
nhưng không nghĩa là nó chỉ đạt ở mức độ như vậy là 7-80%, tức là giòn vừa thôi. Giòn ở mức độ vừa thôi. Giòn vừa vừa. Giòn vừa dai thôi, chứ chưa thể đạt được cái giòn đỉnh cao. Giòn đỉnh cao. Đấy. Thế cho nên ngay cái người trực tiếp làm cũng làm bao nhiêu năm, nó là cái khó là thế. Thì có bí quyết gì không? Nếu anh đã nói thế gì nữa mà không? Không có một cái chất gì. Không có gì. Hoàn toàn nông dân mà hoàn toàn sạch. Thế và chỉ có đỗ. Đậu này, một đồ hạt đậu tầm này là một trong những cái sản phẩm người ta làm ra những cái bánh cao cấp. Tức là người ăn vẫn tốt. Người ăn rất tốt, đúng không? Rất tốt, rất ngon. Chính là cái giá trị dinh dưỡng tốt, cho nên nó tạo ra một cái sản phẩm là ngon như thế. Nhưng mà có, trong cái quá trình mà mình đã nuôi đến bằng đậu tầm này, mình có dùng đạm bổ sung gì không? Có dùng không? Kiểu như là bột xương. Duy nhất có mỗi cái này. Không, duy nhất một cái này thôi. Mỗi cái này. Thế nó trong cái hàng của cái này, tại sao như vậy? Tôi đăng ký kiểm soát nhà nước đấy. Kiểm soát nhà nước về mặt chất lượng sản phẩm đấy là hoàn toàn phải kiểm nghiệm. Đúng rồi. Nếu mà mình làm sai mình chịu trách nhiệm trước nhà nước. Cho nên là cái tại sao tôi dám khẳng định là một trong cái sản phẩm mà nếu mà của cơ sở tôi là một trong cái khẳng định là một cái tiêu chuẩn là hàng thương hiệu. Này, có truy xuất. Tức là cái con cá chấm giòn này, con cá chấm thường hoặc là con chép giòn, con giòn với con thường ấy, thì con giòn nó có dễ bị bệnh hơn con thường không? Hay cũng thế thôi? Nuôi quá trình như vậy đó rất khó này, tỷ lệ hao hụt rất cao. Bao nhiêu con yếu là loại bỏ. Cuối cùng như vậy là nó như năm nay nó có thể đến 15-17% hao hụt. Trong quá trình nuôi. Đầu tư cho một cái quy trình nuôi này ấy, là vốn nó rất to. Tối thiểu như một lồng sản xuất ra 5 tấn tối thiểu anh cũng phải đầu tư ở đấy 300-350. Thế cho nên là nhiều người không làm được. Tại sao không làm được là lý do đấy. Một là vốn, hai là kỹ thuật, hai ba nữa là như vậy quá trình nuôi ấy, nó hao hụt gấp 3 lần so với nuôi thường. Thế cho nên là hãy nếu mà không có kiến thức, không có kiến thức và không có kinh nghiệm thì không dám nuôi, thì thậm chí lỗ. Kính thưa quý vị khán giả, thưa bà con, qua cuộc trao đổi chia sẻ của nhà báo Trịnh Bá Ninh và ông Nguyễn Trung Tịu, một trong những hộ nuôi thủy sản lớn nhất nhì khu vực miền Bắc, chúng ta biết rằng chính từ cái hạt đậu tằm này để tạo nên những cái giống cá chấm giòn và chép giòn. Và hôm nay, báo Nông nghiệp Việt Nam lại trân trọng giới thiệu tới quý vị bạn đọc cũng như là khán giả và bà con nông dân một cái sản phẩm mới, độc đáo, vô cùng lạ. Đó là giống cá chấm đen giòn cũng được nuôi từ những cái hạt đậu tằm này. Và việc nuôi cái giống cá này nó có gì đặc biệt, nó khó hơn chấm cỏ và chép hay không? Thì xin mời quý vị bà con chúng ta tiếp tục quay trở lại cuộc trao đổi giữa nhà báo Trịnh Bá Ninh và ông Nguyễn Trung Tịu. Xin mời bà con. Cơ sở nhà tôi là một trong những cơ sở chúng tôi cho cái sản xuất này 5 năm nay rồi. Cái con chấm đen nó đã là đặc sản bình thường cá ngon rồi. Nhưng chuyển ra thành cá đặc sản cá giòn. Giòn giòn như vậy cao cấp. Thế và tôi cho rằng đây là một cái đặc sản là số 1, nghĩa là bây giờ mới ra đời. Đấy, chính thế như vậy thông qua như vậy là cái sản xuất chuyên nghiệp của cơ sở tôi tạo nên một cái sản phẩm đặc biệt. Nhiều nuôi cái con chấm đen giòn này có khó hơn cái con chấm trắng giòn không? Con nuôi khó hơn không? Khó hơn. Khó hơn ở cái gì? À, về kỹ thuật ấy, không, nó cùng đều một công thức. À, cùng được cùng với công thức. Chỉ... không khó. Không khó. Nhưng cái thời gian dài và mình phải luyện tốt để làm sao con cá như vậy là nó phát triển. Nó lớn. Phát triển. Nó lớn. Tại vì con này nó có một cái đề kháng rất tốt. Thời gian dài thì nó cái rất thời gian dài bệnh. Thời gian dài nó hay bị nhiễm bệnh. Đúng rồi. Thế nhưng thằng này ấy, có một cái đặc điểm nó trên cái dòng sông chảy này thì nó là kháng bệnh rất tốt. Đấy, rất khỏe. Thế nhưng mà cái con này bán đấy. So với con chấm trắng thì có đắt hơn nhiều. Cái này đắt gấp 2 lần. 2 lần chấm trắng. Tôi xuất hàng Tết tôi xuất là bình quân cái giá cá dưới 7 cân, 7-8 cân ấy. Thì tôi xuất 250.000. Đấy, thế còn cái loại trên 10 cân thì xuất 300.000. Cái này bây giờ cái lượng khách của tôi bây giờ chủ yếu đặt ở thành phố Hồ Chí Minh với này ấy thôi. Với này Đà Nẵng. Ngoài có con chấm trắng này, con chép này và chấm đen ấy thì con nào làm được giòn nữa? Con cá điêu hồng. Điêu hồng làm giòn được à? Và con cá vền ngoài sông, cá tự nhiên.
Vâng, rất cảm ơn anh đã dành cho chúng tôi một cái buổi trò chuyện rất thú vị.